Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị Chim Xinh sẽ chơi tô màu tranh nước cho các bạn nhỏ coi nhé. Và bức tranh ngày hôm nay mà chị Chim Xinh tô đó chính là bức tranh về một nàng công chúa của các loài hoa. Đây là tấm hình mẫu để cho các bạn nhỏ có thể tô hình theo cái bức tranh mẫu này, hoặc là có thể tô theo ý thích của mình. Ngoài ra thì điểm đặc biệt là bức tranh này có được viền khung nhôm màu tím rất là sang. Các bạn nhỏ có thể treo lên tường để làm kỷ niệm nữa đó. Trong này có kèm theo hộp màu 8 màu nước để các em sẽ tô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tô tranh nhé.
Vậy là chị Chim Xinh đã vừa tô xong bức tranh màu về cô nàng công chúa các loài hoa rồi đó. Các em thấy có đẹp không nè? Chị đã tô dựa theo hình mẫu một chút ít và cũng có sáng tạo thêm những cái màu khác một chút ít. Khi mà tô xong thì các em có thể dán băng dính ở mặt sau của bức tranh này, sau đó đem treo lên trong phòng để làm kỷ niệm, hoặc là tặng cho bạn bè, người thân cũng được đó. Đây là miếng băng dính các em có thể dính lên đó. Các em ơi, muốn mua bức tranh này có thể gọi điện thoại đến số 0979 086789 nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhé.